Thư Phan mến chào cô chú anh chị em. Trời, bữa nay tám hai lúa này, hồi xưa giờ em thích ăn những cái món dân dã bình dân lắm. Cái món nào mà mắc tiền là cao quý sang trọng là em không có thích. Nhưng mà hả, ngặt cái bữa nay cái này nó sale, cái con tôm hồng bông này nó sale cả nhà, 25 đồng hai con. Theo Thư Phan biết ở Mỹ thì cái vùng lạnh á, những cái con này nó nhiều, nhưng mà dùng nóng thì ít, thì lâu lâu sale để mua ăn cho có lệ, cho biết với người ta. Chứ bình thường thì Tư Phan ăn ba cái đồ Việt Nam không à. Thì cái chính bữa nay Tư Phan khoe không phải là khoe con tôm mà là khoe cái nước chấm. Tư Phan kể cả nhà nghe, hồi xưa Tư Phan ở Việt Nam đó, có một lần Tư Phan đi Vũng Tàu, thì Tư Phan xuống cái vùng cái chỗ Long Sơn hay sao, có một cái em đó dẫn Tư Phan lên núi chơi đồ này kia, đi cũng một nhóm. Thì cái em đó ở Vũng Tàu pha cái nước chấm, tới bây giờ Thư Phan vẫn nhớ, nước chấm rất là ngon. Nếu mà cô chú anh chị em không có mua được cái nước chấm hải sản như ý thì có thể pha ở nhà. Thì đây là ớt Thư Phan đâm, thì đâm cho nhuyễn. Cái nguyên liệu để làm nước chấm này rất là đơn giản: muối, đường, chanh và ớt. Đây là nước chanh Thư Phan mua ở Costco á, một chai hai chai nó có mấy đồng, rẻ lắm cả nhà. Để cần những khi nhiều khi mình mua chanh để hư hết trơn, nhưng mà cái chai này thì mình có xài hoài. Đây là muối hồng. Thư Phan chỉ nói cái cơ bản của cái nước sốt thôi, còn pha rồi công thức này, này kia thì cô chú anh chị em pha sẽ nêm nếm từ từ sẽ ra cái khẩu vị của mình thích. Tại vì có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn, có người thích chua. Cho nên là Tư Phan cơ bản thôi, thì Tư Phan lấy một muỗng muối hồng, 2 muỗng đường và 1 muỗng chanh. Thì sau đó Tư Phan mix lại, quậy cho thật tan đường với muối ra nha cả nhà. Tự vì muối nó vô đường hình như nó tan chậm sao đó, cho nên là mình phải quậy cho nó lâu lâu tí xíu cho nó tan ra hết thì mới được. Sau khi mình quậy tan xong rồi thì mình múc cái ớt hồi nãy Tư Phan đâm đó bỏ trở vô. Thật sự hồi đó Tư Phan ăn cái này á, nó ngon không thể tả luôn. Cô chú anh chị em cứ pha thử đi, Tư Phan gọi là nước chấm thần thánh. Thì Tư Phan cũng có mua nước sốt của Nha Trang á. Hồi xưa hồi cái lúc mà Tư Phan về Việt Nam ăn rất là ngon. Sau đó Tư Phan thấy bên Mỹ này có bán rồi, cái chai màu xanh á cả nhà. Để Tư Phan bỏ ớt vô đi rồi Tư Phan nói tiếp. Thì quậy lên, cả nhà quậy lên nè. Cái cô chú anh chị em thấy không, nó vừa sệt, có ngọt, có mặn, có chua, và đặc biệt ớt thật là cay. Ăn hải sản mà cay á, nó ăn rất là ngon. Nếu cô chú anh chị em không có ăn được ớt thì mình lấy ớt không cay cũng được. Giờ Tư Phan tách cái con tôm này ra, để Tư Phan thử coi có ngon như người ta đồn hay không, là cái con bông này nó ngon hơn cái con trơn. Nó còn hơi nóng khó tách cả nhà. Cả nhà thấy quá trời gạch ngon ghê á. Tại vì còn hơi nóng cho nên là Thư Phan lấy kéo cắt đi, cắt ra cho nó ngon. Nếu mà theo Thư Phan thấy thì cái con tôm hùm này thịt nó dai hơn cái con tôm thường á cả nhà, cái con lóc tôm mà không có bông á, theo Thư Phan thấy là vậy. Mà Thư Phan khoái ăn cái gì mà dai dai nè, cái gì mà gân nè, cái gì mà mềm mà Thư Phan không có thích. Ăn bò cũng vậy, ăn bò, ăn bắp bò, cái gì mà gân gân á, trời ơi. Gạch ngon quá cả nhà ơi. Thư Phan mời cô chú anh chị em nha. Nước chấm thần thánh, nghe thần thánh thì cũng nó bình thường thôi cả nhà, nhưng mà giống như cái nguyên liệu mình sẵn có trong nhà đó,
nhưng mà ăn rất là ngon. Cả nhà cô chú anh chị em thử đi, ngon ngon lắm luôn á. Rồi bây giờ Thư Vang ăn nè. Thư Vang cái thứ nhất là nước chấm ngon nè. Cái thứ hai, cái con tôm hùm bông này rất rất là ngon, nó dai, giống như cái mà Thư Phan thích. Tự vì Thư Phan thích ăn dai dai như vậy. Rất là ngon luôn cả nhà. Thư Phan chào cô chú anh chị em nha.